Ủa thằng Cường hồi nãy giờ nó không có cứ chịu xuống không ký hả trời? Chị đâu? Kêu Cường xuống đây coi. Trời ơi con nào cũng con. Ủa có đứa thương có đứa không làm sao trời? Kêu thằng Cường xuống hay xuống mẹ biểu. Kêu anh Cường xuống mẹ biểu. Mẹ cũng đi làm mà cũng chết cái bộ. Trời ơi, thôi bắt Cường đi kìa con vậy. Dạ. Đó, con lên máy đi. Trời ơi. Đi xuống kiếm cho khán giả mà lên. Kêu anh Cường dậy gì đâu, kêu Cường dậy đi. Là mẹ làm gì kêu nó dậy đi. Ai cũng làm, ai cũng ký hết. Ai cũng làm việc hết, nó đi ngủ làm sao. Trên sân khấu mới là ca sĩ. Con ở nhà là con ở nhà là con của mẹ. Chắc có ở đâu ra mà mọi người đăng ký là dọn dẹp mà nó đi ngủ làm sao? Anh Cường đang ngủ đó con. Mỗi lần con với chị Cường ngủ một chút, nó lại đi ra. Vậy mày xé hình anh Cường ở trong này ra nha. Bởi vậy buồn lắm, nhiều lúc buồn lắm. Nói không bao giờ nghe đâu. Mà anh Cường nó dậy chưa? Kêu xuống tới đây. Nó ngồi cái bàn này nó ký tên. Sao Cường sao lâu xuống vậy? Chị nghĩ nó dậy rồi hả? Chị lên chị coi chị nó nằm tiếp đó. Thì bảo là anh chị luôn. Con lên con bắt anh xuống đây. Chỉ có cô thôi. Má anh Cường xuống. Mẹ Cường mẹ ký gần hết rồi nha Cường nha. Cường không xuống ký là mẹ. Thì vừa rồi tất cả mọi người cũng đã xem được cái đoạn clip ngắn của cố ca sĩ Phi Nhung với lại Hồ Văn Cường khi đang ở trong nhà của cố ca sĩ Phi Nhung trước đó. Không biết là đoạn clip này lâu hay là mới đây, nhưng mà tất cả mọi người cũng đã nghe được là chị Phi Nhung đang kêu Hồ Văn Cường xuống để ký vào cái giấy để cho khán giả đó mọi người. Bất tờ đó thì Hồ Văn Cường là đang nằm ngủ và mọi người lên kêu Hồ Văn Cường thì Hồ Văn Cường không xuống. Thì mọi người có thể rằng là nhận xét về cái câu chuyện này như thế nào? Thì chúng ta sẽ nghe lại những lời của cố ca sĩ Phi Nhung nói như thế nào với lại Hồ Văn Cường. Thì cái đoạn clip này đang lan truyền trên mạng xã hội rất là nhiều để nói về cái câu chuyện rằng Hồ Văn Cường đối xử với lại cố ca sĩ Phi Nhung như thế nào trong cái quá trình mà ở với lại cố ca sĩ Phi Nhung, và cố ca sĩ Phi Nhung có nuông chiều Hồ Văn Cường hay không, có thương Hồ Văn Cường hay không, hay là dùng đòn roi, dùng dây nịch đánh như họ đang lan truyền trên mạng xã hội. Thì ngày hôm nay mọi người vừa xem xong đoạn clip này, chắc hẳn mọi người cũng đã có một cái nhận định nào đó khách quan về cái câu chuyện giữa mẹ con của Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung đang ở chung trong một cái căn nhà. Thì chúng ta cũng sẽ biết được rằng họ quan tâm và họ sống với nhau như thế nào. Chúng ta cứ nhìn vào những cái hình ảnh mà cố ca sĩ Phi Nhung nói chuyện và kêu Hồ Văn Cường xuống như vậy, thì chúng ta biết được rằng là cái tình cảm của họ giống như thể là người thân ruột rà. Và chị Phi Nhung có nhắc rằng là khi lên sân khấu mới là ca sĩ, còn khi về nhà là con của cô ca sĩ Phi Nhung. Một người con cũng giống như bao người con khác, và chị Phi Nhung có quyền dạy bảo Hồ Văn Cường. Thì xôn xao đoạn clip Hồ Văn Cường tỏ thái độ khiến Phi Nhung phải dọa xé poster. Phi Nhung liên tục kêu Hồ Văn Cường ký tên cho fan, thái độ giọng ca nhí gây tranh cãi. Sau hàng loạt ồn ào về tiền cát xê, Hồ Văn Cường đã quyết định dọn ra ở riêng. Những loạt ồn ào của nam ca sĩ vẫn tiếp diễn. Mới đây mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Phi Nhung than thở về thái độ của Hồ Văn Cường. Phi Nhung nhiều lần gọi Hồ Văn Cường xuống để ký tên cho fan, nhưng cậu bé vẫn không nghe lời, nhất quyết đi ngủ. Phi Nhung đã tỏ vẻ khó chịu và nói: "Mẹ cũng đi làm mệt, mệt muốn chết chứ bộ." Hồ Văn Cường nhì kỳ cục vậy. "Chị Thu kêu Cường dậy đi, ai cũng làm việc mà nó đi ngủ là sao? Trên sân khấu mới là ca sĩ, ở nhà là mẹ con." Trong lúc mọi người đang ký tên và dọn dẹp, nó đi ngủ là sao? Sau đó những người con nuôi khác của Phi Nhung cũng nói rằng: "Anh Cường hay đi ngủ lắm đó, lúc con kêu anh cứ bảo ra đi. Vì quá bực mình, nữ nghệ sĩ quá cố đã đe dọa xé ảnh Hồ Văn Cường khỏi poster. Những người con nuôi khác cũng mách mẹ về chuyện Hồ Văn Cường hay ngủ nướng. "Anh Cường hay ngủ lắm, mỗi lần con với anh ký kêu anh Cường là anh Cường kêu ra đi.
Lúc này Phi Nhung tỏ vẻ không hài lòng. Nhiều lúc buồn lắm, con cái nói không bao giờ nghe. Những người trong gia đình không ai dám lên kêu Hồ Văn Cường dậy. Trước đó đại diện của cô ca sĩ Phi Nhung cũng đã cho biết về kế hoạch ra riêng của Hồ Văn Cường. Theo lời của chị Diễm Phạm, vấn đề liên quan đến Hồ Văn Cường đã được giải quyết xong như đã hẹn. Tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình, không muốn cung cấp ra ngoài. Tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung hứa đã tặng cho Hồ Văn Cường khi ra ở riêng. Số tiền 200 triệu thưởng từ giải quán quân do mẹ của Hồ Văn Cường quản lý ngay từ đầu nhận giải nên không tính vào đây. Sau khi trừ thuế còn 180 triệu, chị Võ Thị Ngọc Thu đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Techcombank. Đến nay số tiền đi kèm lãi của chị là chị Thu giữ. Gia đình Hồ Văn Cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình của Hồ Văn Cường, cũng như cá nhân của Cường. Sau đây, mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi. Tính đến thời điểm hiện tại, Hồ Văn Cường chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào sau khi viết tâm thư trần tình mong mọi việc được dừng lại. Đó là cái bài viết nguyên văn tường thuật lại những cái lời nói của cô ca sĩ Phi Nhung. Thì mọi người cũng có thể thấy Hồ Văn Cường ở trong đó và rất là hay ngủ. Được chưa? Thì mọi người cũng có thể biết rồi, cái tuổi đời 18 đang rất là nhỏ. Chắc cú rằng là nuôi một đứa trẻ đang trong tuổi vị thành niên rất là khó khăn và rất là khó bảo nha mọi người. Không ai có thể dịch đơn thuần mà dạy dỗ những cái đứa nhỏ đó. Trong cái thời điểm đó có thể là mọi người khán giả trong kênh Lường Tạm đây đã từng trải ra qua cái giai đoạn mà nuôi những cái đứa con. Trong cái giai đoạn đó là cực kỳ là khó tính của tụi nó, đúng không ạ? Và rất chi là khó bảo. Thì chị Phi Nhung cũng cảm thấy rất là khó bảo với Hồ Văn Cường. Tất cả mọi người đang làm việc mà Hồ Văn Cường thì nằm trên giường ngủ, thì có ai sướng hơn Hồ Văn Cường là không mọi người? Có ai sướng không? Trong lúc đó là chỉ là một con nuôi chứ không phải con ruột. Thì như vậy chúng ta khẳng định một điều rằng chị Phi Nhung đối xử với Hồ Văn Cường còn hơn cả con ruột. Chị ấy thương yêu Hồ Văn Cường đến mức độ như vậy. Nhưng mà trước khi chị ấy nằm xuống, cũng chính vì Hồ Văn Cường đã tạo ra những cái vấn đề này kia, làm cho hình ảnh của cô ca sĩ Phi Nhung đang bị bôi đen. Đó, mọi người có thấy thương cảm như chị ấy không ạ? Mọi người xem lại cái đoạn clip, mọi người có cảm thấy rơi nước mắt không ạ? Có ai thương con của người khác như chị Phi Nhung chưa? Đó, tính đến thời điểm hiện tại bây giờ thì quản lý của ca sĩ Phi Nhung họ cũng đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Nhưng mà hiện tại bây giờ những người đang còn cố tình châm chọc câu chuyện này, tìm kiếm soi mối về cái vấn đề này nọ để cố tình hãm hại áp đặt cho gia đình của ca sĩ Phi Nhung trong thời điểm hiện tại, kể cả những người nổi tiếng, những người có danh vọng mà họ cũng đang cố tình áp đặt câu chuyện để họ moi móc, để họ tìm thông tin và họ đi theo cái chiều hướng lệch lạc. Họ đi theo một cái chương trình gọi như là được sắp đặt sẵn của cái phía Atiman của cô ca sĩ Phi Nhung. Và họ tin sai cổ, họ bảo vệ lập trường của họ để họ cố tình bôi xấu đi hình ảnh của cô ca sĩ Phi Nhung. Mọi người có thể nhìn lại, nghe lại cái đoạn clip của chị ấy nói với Hồ Văn Cường. Đó chỉ là một cái đoạn ngắn thôi. Nhưng mà chúng ta cũng khẳng định được một điều rằng tình cảm của cô ca sĩ Phi Nhung dành cho Hồ Văn Cường rất là nhiều. Không phải riêng gì Hồ Văn Cường, mà tất cả những người con nuôi của chị ấy sống trong một gia đình mà Hồ Văn Cường sướng như vậy thì mọi người cảm thấy như thế nào? Đến khi chị ấy qua đời rồi mà còn hỗ trợ thêm cho Hồ Văn Cường 500 triệu nữa, đó thì còn cái gì để nói được không ạ? Thì trong cái câu chuyện này thì chúng ta chưa biết được là như thế nào. Nhưng hiện tại thì Hồ Văn Cường không còn có mặt trong gia đình nhà cố ca sĩ Phi Nhung nữa. Trong cái buổi cúng thất vừa rồi, Thiên Ngân cũng đã lên tiếng, Hồ Văn Cường đã ra riêng. Thì như tất cả mọi người nhận định thôi, mặt mũi nào mà ở trong đó nữa mọi người? Kể cả cha mẹ Hồ Văn Cường hay là Hồ Văn Cường đã làm những cái hành động với lại có ca sĩ Phi Nhung, mặc dù bên quản lý có ca sĩ Phi Nhung họ biết hết mọi chuyện, nhưng họ không lên tiếng đâu nha mọi người. Tại vì họ muốn làm theo tâm nguyện của có ca sĩ Phi Nhung, rằng là sẽ yêu thương Hồ Văn Cường như chị ấy yêu thương trước đó, cho nên là họ không muốn bóc trần sự thật. Còn rất là nhiều những clip, được đàn tin chắc rằng rất là nhiều những clip và những cái bí mật của Hồ Văn Cường sống đối xử với mẹ Phi Nhung như thế nào thì chắc họ đang nắm bắt trong tầm tay, nhưng họ chưa bung ra. Tại vì họ không muốn cái chuyện thị phi gọi như là dồn dập đến với lại cố ca sĩ Phi Nhung khi chị ấy mới qua đời. Đảm bảo tất cả mọi người là như vậy, họ giữ lại những cái bí mật đó để vừa tốt cho cả ca sĩ Phi Nhung, vừa tốt cho Hồ Văn Cường luôn đấy. Cho nên là người ta rất mong những cái người đang vu khống bịa đặt để áp đặt cái câu chuyện không có thật và
Muốn hãm hại gia đình nhà người khác thì hãy ngừng ngay cái việc công kích. Thì ngày hôm nay đây là cái đoạn clip rất ngắn thôi, nó cũng đã khẳng định ra cái câu chuyện của chúng ta đang nói ở đây, là họ sống rất là hòa thuận và rất là yêu thương lẫn nhau. Hồ Văn Cường như một ông vua ở trong nhà cô ca sĩ Phi Nhung, được chưa? Và chị ấy cũng chỉ lên tiếng đánh đục với lại những cái lời nói rất là nhẹ nhàng, giống như thể đang khuyên một người con mới trong cái tuổi mới lớn lên. Tụi nó rất là khó bảo, tính tình của tụi nó lúc đó bắt đầu nó mới thay đổi đó mọi người. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ đi, một đứa con mà mẹ cũng như là người trong gia đình làm, thì nó nằm trên giường nó ngủ, thì cái chuyện tuổi ăn tuổi lớn của Hồ Văn Cường trong giai đoạn đó thì chúng ta cũng không trách. Nhưng mà chị Phi Nhung có làm cái gì nóng nực mà chửi bới đến mức độ như mấy người đang áp đặt vào câu chuyện hay không? Chỉ cần một đoạn clip ngắn đó thôi là chúng ta biết được tính tình của chị Phi Nhung thương mấy đứa con như thế nào, thương Hồ Văn Cường như thế nào. Và chúng ta cũng biết được rằng Hồ Văn Cường đối xử với lại chị Phi Nhung như thế nào, đúng không ạ? Nó đang rất là ngu, nhưng mà nói tất cả mọi người là nó bị xúi dục. Trước đó mọi người cũng có thể thấy là nó bị xúi dục rất là nhiều bởi những cái thành phần xấu, đâm ra mới xảy ra cái câu chuyện xấu trên mạng xã hội như vậy đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và trong khi có ca sĩ Phi Nhung đã qua đời mà quản lý của có ca sĩ Phi Nhung, những người biết về câu chuyện lại không được lên tiếng, thì tất cả mọi điều xấu xa của bọn bên kia nó sẽ áp đặt vào câu chuyện này để nó tiếp tục hãm hại gia đình của cô ca sĩ Phi Nhung là cái chuyện bình thường. Còn riêng như những người hiểu biết như chúng ta đây, còn riêng cảm thấy như Lực Tàng đây chẳng hạn, nhìn vào những cái hành động, nhìn vào những cái lời nói của ca sĩ Phi Nhung và gia đình của ca sĩ Phi Nhung, thì không có cái chuyện nào là áp bức bóc lột hay đánh đập hay này nọ giống như thể làm những người đã đăng lan truyền trên mạng xã hội. Sống trong một cuộc sống gia đình, cái chuyện mà mẹ con mẹ dạy dỗ con, mẹ đánh con một hai cái đó là cái chuyện quá bình thường, đúng không mọi người? Quan trọng nhất là tụi nó vì những cái dạy dỗ đó nó trở thành người tốt, nó bước lên một cái bục gọi như là vinh quang, cũng do chính những cái đòn roi đó, đúng không mọi người? Trong cuộc sống gia đình, cha mẹ lúc nào cũng dành hết cái tình thương cho con, không phải là không dùng roi vọt nha mọi người, không có dùng roi, có dùng vọt thì con cái nó mới thành người được. Đó, đó là cái cách dạy dỗ tất cả mọi người, tất cả ai lớn lên trong cuộc đời mỗi con người đều phải có cái đòn roi của cha mẹ thì mới trở thành người tốt được. Hồ Văn Cường cũng vậy thôi. Chị Phi Nhung có nói rõ ràng lên sân khấu là ca sĩ, là người nổi tiếng, là người nhiều người biết đến, nhưng về nhà không còn trên sân khấu là con của mẹ Nhung, và mẹ có quyền dạy dỗ con, đúng không mọi người? Khi Hồ Văn Cường hư đó, mọi người có thể thấy không ạ? Hồ Văn Cường ngủ đó, chị ấy cũng đâu có nói gì nặng nhẹ đâu, chị ấy kêu xuống rồi chị ấy nói là cũng khổ lắm, ai nuôi con chả không khổ, mà nuôi một lần hai mươi mấy đứa con như vậy. Mọi người ví vào cái hoàn cảnh của chị Phi Nhung đi, rồi mọi người hãy lên tiếng, được chưa? Thì ngày hôm nay clip này mở toang cho cái bọn anti fan bên đó nghe, rồi cũng cho tất cả mọi người biết được cái câu chuyện nó như thế nào, được chưa? Đừng áp đặt câu chuyện hãm hại người khác nữa, hãy để lại yên lặng cho chị Phi Nhung được yên ổn nơi cõi vĩnh hằng đi, để cho linh hồn chị ấy được siêu thoát. Còn những ai đang cố tình thì hãy ăn năn sám hối đi ạ. Đoạn clip này là mở toang cho tất cả mọi người để mọi người hiểu rõ câu chuyện nhất. Và Lực Tàng cũng chỉ nói đến đây thôi, tất cả mọi người hãy nghe lại cái đoạn clip đó để mọi người tự động, mọi người có thể nhìn nhận ra cái câu chuyện một cách khách quan và rõ ràng nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.